Metroidvania, thể loại không chỉ cuốn hút gamer từ tên gọi mang đầy tính trừu tượng, phiêu lưu khám phá, mà điều đó còn được thể hiện qua những tựa game bên trong với cốt lõi gameplay độc đáo, không thể lẫn vào đâu khi đem ra so sánh với các thể loại game khác. Nổi bật kể đến như dòng Ori, Hollow Knight, Dead Cells, Bloodstained: Ritual of the Night, v.v. Vậy thể loại Metroidvania là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nó qua video nhé! Quá trình hình thành, nguồn gốc khái niệm của Metroidvania. Thật khó để tìm hiểu được thuật ngữ Metroidvania đã bắt đầu được sử dụng phổ biến từ khi nào để nhằm chỉ ra các tựa game thuộc thể loại này. Chỉ biết dòng Metroidvania đã được hình thành từ tận nửa sau thập niên 80 nhờ ảnh hưởng rộng rãi của những viên gạch đặt nền móng đầu tiên xuất hiện trên hệ máy NES là Metroid của Nintendo cùng Castlevania từ Konami. Chính vì lý do đó, chúng ta rất dễ để nhận ra Metroidvania là danh từ ghép được tạo ra bắt nguồn từ hai dòng game cổ điển này. Thuở ban đầu, cộng đồng xem các tựa game thuộc Metroidvania cũng chỉ như bao cái tên khác thuộc thể loại phiêu lưu hành động. Dù cho cách định nghĩa thế giới game của các nhà phát triển đã tạo ra những trò chơi Metroidvania hình thành và kế thừa những đặc tính tách biệt với phần còn lại theo thời gian, như Super Metroid năm 1994 trên Super NES, loạt hậu bản của Castlevania trên NES và PlayStation thế hệ đầu tiên. Nhưng phải cho đến tận những năm đầu thập niên 2000, sức ảnh hưởng về phong cách sáng tạo công thức gameplay này mới bắt đầu lan rộng, tạo niềm cảm hứng đến các nhà phát triển khác. Từ đó chúng ta mới được tận tay thưởng thức, hay biết đến những tên tuổi lớn một thời như Cave Story 2004 trên Windows, Shadow Complex 2009 trên console Xbox 360. Thứ chất xúc tác mang đậm dấu ấn Metroid và Castlevania với nhiều đánh giá tích cực này đã cất cánh, đưa thể loại Metroidvania lên tầm cao mới. Và từ giai đoạn này, Metroidvania chính thức được đông đảo cộng đồng công nhận là một nhánh thể loại tách biệt thuộc dòng phiêu lưu hành động. Nguồn cảm hứng. Điều đáng chú ý là thường khi nhắc đến thể loại Metroidvania, ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta chính là những sản phẩm game được thực hiện gần đây, đặc biệt là những tựa indie. Bởi cơ chế chủ chốt điển hình bên trong tất cả cái tên này là thứ đã lôi kéo chúng ta đến với Metroidvania, tìm tòi khám phá thế giới trong game. Khả năng nâng cấp nhân vật, nền tảng xây dựng thế giới và cơ chế chiến đấu. Koji Igarashi, nhân viên kỳ cựu của Konami, người đàn ông được biết đến với vai trò là cha đẻ của Castlevania Symphony of the Night, cùng các phần game kế tiếp về sau, đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông trong sự kiện Game Developer Conference 7 năm trước, GDC 2014. Ông nói, "Tôi thực sự bất ngờ với nội dung nổi bật trên tấm pano tại buổi sự kiện hôm đó. There, I'm back again. Koji Igarashi's Metroidvania Tale." Có thể tạm dịch tiêu đề này là mừng cho sự trở lại câu chuyện cổ tích mang tên Metroidvania của Koji Igarashi. Sâu trong tâm trí, tôi luôn muốn tạo ra một sản phẩm mang phong cách Legend of Zelda. Nhưng nếu biến một tựa giống Zelda sang nền tảng 2D thì nó chẳng khác gì Metroid cả. Khi nhà báo đặt ra câu hỏi đề cập đến mối quan hệ mật thiết giữa hai dòng cổ điển này thông qua việc thiết kế bản đồ của Symphony of the Night khá tương đồng với Super Metroid, thì Koji cười. Tôi nghĩ phần lớn vì khả năng bật nhảy siêu cao của nhân vật trong game, thứ cơ chế rất giống ở Super Metroid. Dù không rõ đầu đuôi thực sự của câu chuyện hoàn toàn diễn biến như thế nào, nhưng Igarashi cảm thấy biết ơn cộng đồng fan dòng game đã đặt ra cái tên Metroidvania. Ông nói, khi tôi rời Konami, họ nói với tôi rằng tôi không thể sử dụng cái tên Castlevania khi nói về những dự định tương lai sắp tới. Vì vậy, sự ra đời của từ Metroidvania là điều rất có nghĩa đối với tôi. Ở một giả thuyết khác về thuật ngữ Metroidvania, nó được cho là sáng tạo bởi Jeremy Paris và Scott Sarkey, cựu biên tập viên tại OneUp.com thuộc IGN. Đặc trưng và cốt lõi cần có ở một tựa Metroidvania. Thể loại Metroidvania được thể hiện phần lớn qua các đặc trưng. Gameplay được thiết kế theo dạng cuộn ngang hoặc dòng màn hình trên nền tảng 2D hoặc 2.5D. Người chơi buộc phải tìm kiếm và hoàn thành các nhiệm vụ trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, tựa game được xem như thuộc thể loại Metroidvania, cần hội tụ đầy đủ các phẩm chất, có thể định hướng được người chơi tại các dấu mốc quan trọng. Bản đồ game rộng được kết nối chính xác có hệ thống. Quá trình chuyển biến tâm lý và phát triển nhân vật, cũng như tính cân bằng sức mạnh giữa nhân vật bạn điều khiển với kẻ địch. Đầu tiên, chúng ta bàn đến phẩm chất định hướng, dẫn dắt người chơi. Dù là bất kỳ tựa game hay tác phẩm nào nói chung,
chúng ta vẫn luôn cần khoảng mở và cái kết để tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Do vậy, trong đa phần các tựa Metroidvania được tạo ra, chúng ta luôn bắt gặp các đoạn mở cutscene đầu game, một bối cảnh được vẽ nên cùng lời thoại dành cho nhân vật chính để bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan sau đó. Vai trò đưa đẩy này không chỉ được đảm nhận bởi phần mở hay kết câu chuyện, nó còn được phân bổ xuyên suốt những chướng ngại đều có ngụ ý nào đó ẩn đằng sau. Những NPC mà chúng ta bắt gặp ở thế giới trong game, và đôi khi là một giọng nói vô hình bí ẩn nào đó vang lên. Metroidvania, thế giới được kết nối với nhau bởi hệ thống bản đồ được gọi là Interconnected Map, tạm dịch là bản đồ có tính liên hệ chắc chắn. Một hệ thống bản đồ trải rộng, nơi các khu vực nhỏ hơn được liên thông với nhau bằng những con đường rõ ràng, hay có thể là những cánh cửa bí mật. Toàn bộ khu vực trên tấm bản đồ sẽ không được tiết lộ ở giai đoạn đầu chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Các tựa Metroidvania sẽ yêu cầu người chơi thu thập những vật phẩm cần thiết để mở khóa con đường dẫn tới đích họ muốn đến, hay thường yêu cầu người chơi tiếp nhận thêm các kỹ năng quan trọng, đóng vai trò bắt buộc họ vận dụng chúng sao cho thật nhuần nhuyễn về sau, như nhảy cao, bay và lướt, hay khả năng dịch chuyển đặc biệt, phá hủy các chướng ngại cho đến khi bản đồ game được khai thác hoàn toàn. Với đặc trưng phi tuyến tính của bản đồ thế giới trong các tựa Metroidvania, người chơi luôn phải di chuyển qua một vị trí rất nhiều lần để thấu hiểu mọi bí ẩn game sắp đặt, hay tự mình tạo ra cho bản thân khuynh hướng khám phá toàn bộ thế giới game theo một cách không giống ai. Người ta có câu, càng biết nhiều thứ, chúng ta sẽ càng nhận ra bản thân thực chất chẳng biết gì. Đó là lý do nếu các nhà phát triển phô bày tường tận mọi ngóc ngách bản đồ ngay từ lúc bắt đầu, thì người chơi dần sẽ lạc lối, đánh mất bản thân giữa một nơi rộng lớn và rồi bỏ game. Tất nhiên, để mà đạt đến cái đích qua mỗi chặng hành trình, không đánh đổi thời gian thì chúng ta cũng buộc phải đối đầu với những con boss khó nhằn. Với bản chất không giới hạn khả năng tự tìm tòi, các tựa game Metroidvania có thể cho người chơi thừa sức sáng tạo những cách di chuyển theo ý muốn của họ, cung cấp cho người chơi những vật phẩm, kỹ năng mới khi họ tiến bộ theo mạch truyện mà game muốn nhắm đến. Và có khi cũng chính vì những thử thách đó, chúng ta lại vô tình mở khóa một mắt xích quan trọng của mạch truyện. Giá trị của một tựa game mang lại, nếu chỉ dừng ở mức khiến chúng ta biết chơi, hoàn thành nó thôi là chưa đủ. Mà hơn hết, các nhà phát triển đều mong muốn chúng ta cảm nhận, thấu hiểu được tâm khảm nhân vật chính cũng như bối cảnh game đặt ra. Dù cho Metroidvania tập trung vào đặc trưng khám phá thế giới tùy ý, nhưng không phải vì thế mà cách truyền đạt cốt truyện đến người chơi bị hạn chế đi. Đặc trưng cốt truyện dòng Metroidvania, theo mình, chính là khoảng mở đầu thường đi theo xu hướng nhẹ nhàng, thì biến cố lớn bất ngờ ập đến sau đó, dẫn dắt nhân vật chính bước vào hành trình đầy gian nan, không có bất kỳ khoảng lặng nào và cố gắng không ngừng để đạt đến cái kết viên mãn cuối game. Khác với đa phần dòng game, dẫu cho có nhiều khó khăn thử thách đến đâu trong suốt cuộc hành trình, người chơi vẫn có thể lựa chọn cho bản thân con đường bằng phẳng, những khoảnh khắc nghỉ chân, tận hưởng bầu không khí yên bình. Ở các tựa Metroidvania, mang bản chất phi tuyến tính, nhưng cho dù bạn có lựa chọn bước trên con đường nào đi chăng nữa, thì dọc đường vẫn luôn có kẻ địch, chướng ngại trực chờ sẵn. Và càng về sau, song hành với quá trình chúng ta càng tiến sâu hơn vào thế giới game, các tình tiết mới dần được tiết lộ, chính là chuyển biến tâm lý nhân vật ngày một đẩy lên cao hơn. Qua đó, cảm xúc người chơi đặt vào thế giới game sẽ dần thích nghi, người chơi càng nhập tâm hơn vào nhân vật chính, cùng với đó là những bản nhạc nền được lồng ghép như chất xúc tác. Và kết quả là người chơi sẽ tìm thấy được sự đồng điệu giữa bản thân và nhân vật mình điều khiển. Dòng Metroidvania đề cao chuyển biến tâm lý và cũng rất xem trọng những phát triển vật lý hữu hình cho nhân vật chính. Nếu từ đầu đến cuối, những kẻ địch hay quái vật vẫn mãi một màu, một sức mạnh hay phong cách chiến đấu thì sẽ thật nhàm chán. Do vậy, càng về sau, ắt hẳn kẻ địch sẽ càng trở nên đa dạng, khó nhằn hơn rất nhiều. Chính vì thế, cơ chế nâng cấp, phát triển nhân vật là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ tựa Metroidvania nào. Nhưng một quy tắc phụ được đặt ra ở cơ chế nâng cấp nhân vật chính là tính cân bằng sức mạnh giữa nhân vật chính và độ khó của các chướng ngại vật. Khi chơi dòng Metroidvania, nếu quá phụ thuộc vào chỉ số và bỏ qua kỹ năng điều khiển nhân vật từ người chơi, thì game sẽ mất đi tính thử thách. Bởi AI máy tính không bao giờ có cửa đỏ được với bộ óc con người chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy được niềm vui sướng khi đánh bại những con trùm mạnh mẽ. Thứ cảm xúc chẳng bao giờ được nhận ra khi vào game một lúc là có thể bên phát chết nó ngay được. Kế thừa và học hỏi. Như mình đã nhắc ở trên, Metroidvania được thể hiện qua đặc trưng gameplay được thiết kế theo dạng cuộn ngang hoặc dọc màn hình trên nền tảng 2D hoặc 2.5D. Tuy vậy, những khái niệm, nền tảng thế giới hay cơ chế phát triển nhân vật vẫn được chúng ta thường xuyên bắt gặp trong những thể loại khác, mặc dù chúng không được xếp vào nhóm Metroidvania. Nổi tiếng vừa khó nhằn trong cách thức chiến đấu lẫn mang hơi thở lối thiết kế bản đồ Interconnected, thì chúng ta không thể không quên kể đến loạt Dark Souls, đặc biệt là Dark Souls 3.
Từ xa xưa hơn nữa, chúng ta có tựa Metroid Prime, tựa phiêu lưu hành động góc nhìn thứ nhất trên nền tảng GameCube của Nintendo. Một số tựa game phổ biến thuộc thể loại Metroidvania. Dead Cells, sản phẩm được xây dựng trên cốt lõi thế giới Metroidvania đến từ nhà phát triển Motion Dream. Về căn bản, Dead Cells là một tựa game thuộc nhánh con của Metroidvania khi bản chất của nó không hoàn toàn tương tự như những tựa 2D Metroidvania khác. Roguevania, thể loại mới nổi lên, có sự pha trộn kết hợp giữa roguelike và Metroidvania. Người ta có thể dành rất nhiều thời giờ chỉ để chập chững làm quen với dòng game này, cho nhân vật của mình loot chiến lợi phẩm rơi rất ngẫu nhiên và rồi bị đánh bại, quay về và xuất phát ở nhiều bối cảnh hoàn toàn khác biệt chưa từng trải qua trước đó. Nghe có vẻ tương tự như một lời nguyền đáng sợ, nhưng đối với tất cả những ai đã tiếp cận với dòng game giống như thế này rồi đều biết rõ, nhân vật của bạn chết đi không có nghĩa là cuộc hành trình chấm dứt. Sự nhàm chán không bao giờ lặp lại chính là điều cuốn hút, quyến rũ các gamer đến với Dead Cells. Không những vậy, Dead Cells còn làm rất tốt khoản giúp người chơi trở nên tiến bộ hơn về sau, bao gồm thu thập vật phẩm, phối hợp hài hòa nó với kỹ năng đã học hỏi được thành những cách thức sáng tạo mới trong lối chơi. Từ đó góp phần củng cố được chiều sâu nền tảng Metroidvania đúc kết nên tựa game này. Hollow Knight, ở một góc độ nào đó, chúng ta có thể xem nó như là Dark Souls phiên bản 2D. Phép so sánh có vẻ hơi khập khiễng bởi mỗi cái tên đều có những đặc trưng khác biệt. Cơ sở để mình đưa ra nhận định trên xuất phát từ hiện thực hữu hình của cả hai đều mang nét văn hóa Gothic, màu sắc u tối, kẻ địch là những sinh vật mang dáng vẻ kỳ dị, đôi khi đáng sợ. Việc đối đầu với chúng không bao giờ là đơn giản, cùng với đó là những giai điệu lồng ghép xuyên suốt hành trình. Hollow Knight, tựa game được phần đông đánh giá là sản phẩm game mang đậm dấu ấn, cái chất của Metroidvania nhiều nhất trong dòng game này vài năm trở lại đây. Bao gồm từ phong cách thiết kế màn chơi, hệ thống liên kết bản đồ, dẫn dắt mạch truyện, cơ chế nâng cấp nhân vật cùng yếu tố phi tuyến tính, đặc điểm mà về sau khiến nhiều sản phẩm thuộc thể loại Metroidvania khó chạm đỉnh bởi không ít các nhà phát triển đã làm chệch hướng đi ra khỏi bản chất vốn có truyền thống dòng game này. Nếu bạn thích một tựa Metroidvania sở hữu lối chơi cổ điển, nhân vật dễ thương nhưng rùng rợn thì Hollow Knight là một lựa chọn không thể bỏ qua. Loạt game Ori. Metroidvania, dòng game được cho là đưa đẩy người chơi thích nghi dần với nhịp độ ngày càng dồn dập về sau. Đối với loạt Ori từ Moon Studios lại có vẻ như là series game Metroidvania duy nhất có sự cân bằng trạng thái cảm xúc người chơi giữa sự thư thái, tĩnh lặng và cảm giác căng thẳng nhiều khi đến choáng ngợp. Nghệ thuật xây dựng Ori không chỉ xuất phát từ nền tảng Metroidvania mà còn phải kể đến bối cảnh bao trùm xung quanh nhân vật chính của chúng ta. Môi trường sống động được trau chuốt đến từng chi tiết, góc cạnh, tập hợp một quần thể các sinh vật sống cùng tiếng kêu của chúng đã tạo nên một trong những tựa Metroidvania có đồ họa đẹp, thiết kế âm thanh xuất sắc nhất tính đến lúc này. Việc chơi game cũng giống như khi chúng ta đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim vậy. Chắc hẳn về sau, thậm chí rất lâu sau đó, những dư âm còn lại của câu chuyện sẽ còn khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Bên cạnh cốt truyện đầy xúc cảm của Ori, yếu tố âm nhạc của hai phần game cũng rất thành công khi nó đã có thể lấy được những dòng nước mắt đồng cảm từ người chơi. Bloodstained: Ritual of the Night. Cái tên được cho là thú vui táo nhã của những con người có công đặt nền móng cho thể loại Metroidvania, khi họ đã tạo nên một tựa game indie với xương sống được sao chép phần lớn từ những công trình trước đó. Gọi là thú vui, nhưng Bloodstained: Ritual of the Night đã có màn đón nhận vô cùng tích cực từ đông đảo công chúng. Koji Igarashi, trợ lý chỉ đạo sản xuất Castlevania: Symphony of the Night, đã điều hành một Kickstarter thành công là ArcPlay mang đến cho chúng ta một trò chơi diễn ra trong cùng một vũ trụ. Bloodstained: Ritual of the Night mang theo phong cách gothic như Castlevania, ẩn chứa đầy những con quái vật thú vị và những con trùm khó nhằn. Một tựa Metroidvania rất đáng để thử một lần trong đời. Ngoài những cái tên kể trên, dưới đây là danh sách game khác thuộc Metroidvania mà các bạn không thể bỏ qua. Vậy là nội dung chính đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Qua những thông tin mình chia sẻ bên trên, ắt hẳn đã giúp các bạn hiểu được quá trình hình thành, cảm hứng cũng như cốt lõi tạo nên một tựa Metroidvania. Hãy góp ý và chia sẻ quan điểm của các bạn bên dưới phần bình luận nha. Đừng quên ấn nút subscribe để các bạn có thể nhận thêm nhiều video thú vị hơn về game trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.